Kính chào cô bác anh chị. Chiều hôm nay ngày 22 tháng 10 2020 thì bà con tiếp tục gửi giá mũ cao su về ở rất nhiều nơi, và chúng tôi đã tổng hợp lại và chúng tôi đã ghi ra ở đây. Chúng tôi sẽ chia sẻ ngay cho cô bác anh chị ha. Thì ở Phú Yên thì anh chị em Phạm chia sẻ mũ nước ngày hôm nay là 315 đồng trên một độ nè cô bác anh chị. Một chén thì tăng lên 13.000 đồng trên một ký. Ở Kon Tum là 270 đồng trên một độ, ở Long Hưng, Phú Riềng là 330 đồng trên một độ, ở Tân Phước là 320 đồng trên một độ, ở cơ sở Bảo Tín, xã E3, sông Hin, Phú Yên có cô bác anh chị gửi phiếu là 59 kg 31 độ 6 và đơn giá là 315 đồng trên một độ, và quy ra hành tiền là 587.000. Ở Thống Nhất Bù Đăng thì có cô bác anh chị là gửi giá về là 310, và cũng có cô bác anh chị cũng ở Bù Đăng nhưng mà cô bác anh chị không có nói là cái địa điểm cụ thể nào ở huyện Bù Đăng, là 320. Còn ở Bù Na là 320, ở An Bình, Phú Giáo là 315 đồng một độ. Ở Lâm Đồng hồi nãy có cô bác anh chị có ghi cụ thể cái tỉnh nữa, cái huyện, cái này là tỉnh Lâm Đồng, còn huyện nữa cô bác anh chị, nhưng mà chúng tôi không có đọc được nên chúng tôi chỉ ghi là ở Lâm Đồng là 300 đồng trên một độ, ở cô bác cũng ở Lâm Đồng gửi về. Và ở cơ sở Hải Nụ ở Tân Phước, Bù Nho, Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước, cô bác anh chị gửi phiếu về là 49,2 kg 36 độ 6, đơn giá là 332 đồng một độ và hành tiền là 597.000 đồng. 597.000 đồng nha cô bác anh chị. Còn ở Phú Riềng, ở Tân Phước Tân, Phú Riềng thì cô bác anh chị gửi giá là 335 đồng trên một độ. Ở Bôm Bo là 320 đồng trên một độ. Và ở Đông Hà, Đức Linh. Ở Đông Hà, Đức Linh thì cô bác anh chị Nam Vũ chia sẻ mũ nước là 285 đến 290 đồng trên độ. Còn ở Tân Hiệp, Hớn Quản thuộc huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, anh chị Hoa Trần chia sẻ mũ nước là 335 đồng trên độ. Còn ở Đồng Phú, Bình Phước thì anh Hoàng chia sẻ là mũ nước anh bán được 310 đồng trên độ. Anh bán vào sáng nay. Còn ở Tân Châu, Tây Ninh thì anh chị có tên YouTube là Tiên Dương chia sẻ mũ nước là 335 đồng trên độ ở Tân Châu, Tây Ninh nha cô bác anh chị. Và cũng có một cô bác anh chị nữa ở Tây Ninh, và cô bác anh chị chia sẻ là được là giá là 305, tức là ở Tây Ninh thì cũng rộng lớn và cũng nhiều khu vực, và giá đã cao nhất ở Tây Ninh là 335 đồng trên một độ ở Tân Châu, Tây Ninh, anh chị Tiến Dương chia sẻ nha cô bác anh chị. Còn ở e-shop Đắk Lắk thì anh chị Giang Phạm chia sẻ là mũ nước 260 đồng trên độ, mũ chén 12.500 đồng trên một ký. Rồi như vậy chúng tôi đã chia sẻ xong cái giá mũ ngày hôm nay. Cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào ngày mai, và hy vọng ngày mai giá mũ sẽ tiếp tục tăng nữa hả cô bác anh chị. Chúc cô bác anh chị một ngày sức khỏe. Xin chào.